Các bạn đang nghe truyện dị giới dược tề sư trên kênh TV Audio CV. Chương 407, Thiên sứ 12 cánh treo ngược mình. Mà hiện giờ bà ấy chính là chủ tịch hội đồng quản trị kim CEO của công ty dạ y này. Bà ấy có thể trực tiếp đánh rớt một tên thực tập sinh nho nhỏ vừa mới chân ướt chân ráo bước vào tập đoàn như hắn. Chỉ vì mối quan hệ giữa hắn với thái thản đại ca hay không, không thể nào, không thể nào đâu. Dù sao bà ấy cũng là chị dâu trước, không cần biết chuyện về sau như thế nào, thì hắn vẫn là thân thích của bà ấy đó. Người cùng một nhà không thể đối xử tệ với nhau được đâu, nghĩ đến đây, Lâm Ân cũng bình. Tỉnh trở lại rồi. Rất nhanh, Lâm Ân đã đi xuyên qua mảnh hắc ám mênh mông kia, mà càng đi vào bên trong, hắn càng cảm nhận được một chút quái dị và khác thường. Hắn trông thấy lượng lớn xiền xích tối đen từ bên trong vách tường, lan tràn tới chỗ sâu nhất trong vùng hắc ám, như thể bọn chúng đang khóa lại một con quái vật vô cùng đáng sợ ở bên trong vùng hắc ám kia. Bà ấy thực sự là thánh thiên sứ 12 cánh sao? Lâm Ân bắt đầu có cảm giác lạnh sống lưng, nhưng vẫn cố gắng hết mức giữ cho bản thân duy trì vẻ bình tĩnh. Có lẽ bà ấy từng là một tồn tại như thế, nhưng sau khi rơi vào thế giới hắc ám này, ai cũng không dám khẳng định bà ấy có biến thành một con quái vật đáng sợ vặn vẹo hay không. Rốt cuộc, hắn cũng đi hết mảnh hắc ám trước mặt mình có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn lên. Ngay tại khoảnh khắc đôi mắt Lâm Ân bắt gặp hình ảnh của vị, chủ mẫu, kia, kể cả một người có thần kinh cứng như hắn cũng lập tức cảm thấy kinh ngạc tới hải hùng, thậm chí lông tóc toàn thân cũng không nhịn được, trực tiếp dựng thẳng đứng lên. Cái này, chỉ thấy ở bên trong mảnh hắc ám trước mắt, rất nhiều xiềng xích không ngừng va chạm vào nhau, phát ra từng chuỗi âm thanh chát chúa. Mà ngay tại khu vực trung tâm nhất của đại điện, cả ngàn sợi xiềng xích đang xen vào nhau cùng nặng nề trói chặt lấy thân thể của một vị thiên sứ bà ấy bị xiềng xích áp bức treo ngược ở nơi này những sợi xiềng xích đầy ga nhọn trực tiếp đâm sâu vào làn da trên người bà ấy sau lưng vị chủ mẫu này mọc ra sáu đôi cánh chim khổng lồ màu vàng chúng lớn đến mức có thể dễ dàng che phủ mấy chục mét trên không trung nhưng cũng giống như thân thể trên sáu đôi cánh chim màu vàng của vị thiên sứ này cũng bị tầng tầng lớp lớp xiền xích mang theo gai nhọn, trói chặt đâm sâu. Thậm chí có một nửa trong số đó chỉ còn lại nửa bên cánh chim huyết nhục mơ hồ. Lúc này, bên trong vô số những sợi xiền xích màu đen kịt pha lẫn với sắc đỏ tươi kia, một gương mặt tuyệt đẹp, hiếm có trên đời, nhưng lạnh như băng, đang chăm chú nhìn vào hắn. Cùng lúc ấy, trước mắt Lâm Ân cũng nhanh chóng hiện ra giao diện của vị thiên sứ này. Thiên sứ 12 cánh treo ngược mình, chủng tộc, cấp bậc, trận doanh, thủ tự thiện lương, hỗn loạn tà ác, năng lực chiến đấu, cầu nguyện đi. Giới thiệu là thiên sứ thần thánh 12 cánh đã rơi xuống thế giới hắc ám từ 3.000 năm trước, là người sáng lập cũng như thủ hộ giả của tổ chức giả y, nguyền rủa ảnh hưởng làm bà ấy biến thành thiên sứ bị trói, cũng khiến cho bà ấy không lúc nào không phải chịu đựng nỗi đau đớn do xiềng xích, xích chặt và gai nhọn đâm sâu. Dưới hoàn cảnh như thế, tính cách của vị thiên sứ này đã thay đổi trở nên khó có thể nắm bắt được dù vậy bà ấy vẫn đang tìm kiếm phương pháp có thể chữa trị và xóa đi toàn bộ nguyền rủa trên mảnh đại địa này lâm ân có chút ngây dại quả nhiên là thiên sứ nhưng lại không giống hình tượng thiên sứ thần thánh trong đầu hắn bà ấy là một vị thiên sứ bị trói bị thế giới này nguyền rủa cũng giống như mấy người thái thản đại ca hơn nữa bà ấy thật sự rất đẹp là một loại mỹ cảm thần thánh, giống như hình tượng của một vị thần khiến cho người khác không thể rời đi tầm mắt, nhưng lại không dám sinh ra một chút ý niệm kinh nhờn nào. Chỉ là ngay lúc này đây, bản thân bà ấy lại bị vô số những sợi xiềng xích dữ tợn trói buộc, khiến cho vẻ đẹp vốn có ấy lại biến thành một loại mỹ cảm tàn khốc như thể một vật phẩm tuyệt đẹp bị tàn nhẫn hủy hoại, tổn thương. Thần thánh và nguyền rũ đang xen vào nhau, mang đến cho người ta một loại cảm giác trùng kích lớn lao, khó có thể hình dung chính xác được. Đinh Ngươi phát hiện tồn tại đặc thù cấp căn nguyên, xin hỏi có lập tức ghi chép vào đồ giám hay không? Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên đúng lúc, khiến Lâm Ân nhanh chóng hoàn hồn lại. Hắn vội vàng dời tầm mắt của mình đi, một tay đấm ngực, hành lễ nói, ra mắt chủ mẫu. Nhưng đồng thời hắn cũng thầm lên tiếng, cho hệ thống một câu trả lời thuyết phục. Đinh Ngươi đã thành công ghi chép, Thiên sứ 12 cánh treo ngược mình, vào đồ giám, ngươi nhận được hệ thống khen thưởng, 17 điểm thuộc tính tự do điểm. 17 điểm, thái thản đại ca là 20 điểm, bác gái vu thần là 15 điểm, quả nhiên vị chủ mẫu này cũng là một tồn tại cấp căn nguyên, hơn nữa xem thực lực của bà ấy còn mạnh hơn bác gái vu thần một chút, thiên sứ treo ngược mình lạnh nhạt nhìn về phía hắn, nói, làm sao? Ngươi nhìn thấy ta mà không sợ hãi hả? Lâm ân lắc lắc đầu, nghiêm túc nói bẩm chủ mẫu ngài là tồn tại xinh đẹp nhất mà tôi từng được trông thấy tại thế giới này ngài còn là lãnh đạo của chúng tôi là lão đại của tổ chức dạ y lại có thể hấp dẫn cảm hóa khiến cho nhiều dạ y thiện lương nguyện trung thành với ngài như vậy đương nhiên trong tâm linh ngài cũng là một tồn tại nhân từ giàu lòng yêu thương đứng trước một người toàn diện như ngài dù tôi có sợ hãi ai cũng không nên sợ hãi ngài mới đúng Lâm Ân lập tức vung bàn tay to lên, trong miệng không ngừng phun ra những lời có cánh, "Đinh. Chúc mừng ngươi phát động thành tựu, nên nịnh nọt tuyệt đối phải nịnh nọt, ngươi nhận được kinh nghiệm cơ sở 200, nên nịnh nọt tuyệt đối phải nịnh nọt, ở thời điểm phải đối mặt với sinh vật nữ tính mạnh mẽ vượt xa bản thân mình, có thể quyết đoán hạ thấp tự tôn xuống, luôn miệng ca tụng và khen ngợi đối phương, có tỷ lệ nhận được thành tựu đặc thù này." Nó nói lên rằng ngươi đã am hiểu sâu sắc về tinh túy của đạo. Ngươi nhận được gia tăng vĩnh cửu, độ hảo cảm của sinh vật khác phái cộng 1, trí lực cộng 2, tài ăn nói cộng 1, vui sướng, một gân xanh trên huyệt thái dương của lâm ân không ngừng, ba ba ba, giật loạn. Bớt nói mấy lời nịnh nọt ở trước mặt ta đi, thiên sứ treo ngược mình nhắm hai mắt lại, bắt đầu mở miệng nói, ta có lời muốn hỏi ngươi, tốt nhất là ngươi hãy trả lời cho chi tiết vào, nếu trong miệng ngươi có nửa câu dối trá, hôm nay ngươi đừng hòng thoát khỏi cánh cửa kia lâm ân trấn định nói yên tâm đi chủ mẫu ưu điểm lớn nhất của tôi chính là thành thật từ nhỏ đến lớn chưa từng nói dối một câu nào thiên sứ treo ngược mình không thèm nhìn hắn lập tức nheo mắt lại mở miệng nói ngươi đã quen biết người một nhà bọn họ như thế nào trạng thái hiện giờ của bọn họ ra sao bọn họ có thoát được nguyền rủa của thế giới này hay không lâm ân ngẩn ra chỉ có thể lần lượt trả lời từng câu một hắn cũng không định giấu giếm gì bởi vậy sau khi hệ thống lại tin tức hắn bắt đầu kể cho bà ấy nghe quá trình mình quen biết tiểu tiểu sau đó bị hiệp hội ma nhân theo dõi như thế nào tiếp đến là toàn bộ những tình huống phát sinh khi gặp được cha mẹ của tiểu tiểu từng chút từng chút một tỉ mỉ rõ ràng bày ra trước mặt vị thiên sứ kia hơn nữa những thứ này cũng chẳng cần phải giấu giếm làm gì cứ như vậy liên tục nói suốt nửa giờ Lâm Ân mới khoanh chân ngồi dưới đất, lấy một các cốc giữ nhiệt từ trên người ra, làm một ngụm, sau đó dựng thẳng một ngón tay lên, nghiêm túc nói, bẩm chủ mẫu, chuyện này chính là như vậy, tuy nghe vào tai sẽ cảm thấy khá là bất thường, nhưng đó là toàn bộ sự thật. Thiên sứ treo ngược mình nghe xong những lời hắn nói, lại có chút do dự đưa mắt nhìn qua, mở miệng dò hỏi, ngươi vừa nói, ngươi đã dùng một loại năng lực nào đó của mình, tạm thời làm suy yếu nguyền rủa trên người tên thái thản kia, khiến cho hắn khôi phục lại tỉnh táo. Lâm ân nhắm mắt lại, gật đầu nói, đúng vậy, nhưng thực lực của tôi vẫn quá nhỏ yếu, lúc ấy chỉ có thể làm suy yếu được 15%, mà thiếu chút nữa đã đi tông cái mạng nhỏ của mình rồi. Trong mắt thiên sứ treo ngược mình lộ ra một tia kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Lâm ân cũng có chút thay đổi, trở nên mờ mịt, khó mà đánh giá được. Bà ấy lại một lần nữa nheo mắt, nhìn thấy kỹ Lâm ân, như thể muốn nhìn thấu hắn bởi vì bà ấy hiểu rất rõ về sự đáng sợ của thứ nguyền rủa vẫn một mực bao phủ lên người của gia đình thái thản thậm chí nó chỉ mạnh hơn chứ không hề thua kém loại nguyền rủa vẫn ngày ngày tra tấn bà bởi vì thứ kia tượng trưng cho tra tấn trói buộc vĩnh sinh hỗn loạn và thống khổ mà bà ấy đã tìm thật nhiều năm trên thế giới này rồi nhưng vẫn không tìm được bất cứ phương pháp gì có thể làm giảm bớt hoặc giải trừ những loại nguyền rủa này nhưng thiếu niên trước mặt lại nói hắn có thể Nói đùa gì vậy, có điều. Dựa theo những gì hắn miêu tả, dường như tính cách của hai người vừa được nhắc đến kia lại giống như đúc với hai người trong ấn tượng của bà ấy. Loại chuyện này tuyệt đối không thể bị đặt vô căn cứ được. Nói cách khác, đúng là thiếu niên này đã tìm hiểu rất sâu về nguồn gốc của gia đình Thái Thản nọ. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Thiên Sứ Treo Ngược mình lại trở nên có chút do dự. Lâm Ân nghiêm túc nâng chiếc kính một mắt lên, nói: chủ mẫu tôi khẳng định là mình không hề nói dối hơn nữa chẳng phải trước đó tôi đã nói rồi sao xô so. nếu không tin ngài có thể theo tôi đến thị giới tôi có lập một nhóm trò chuyện mấy người thái thản đại ca đều ở trong đó cả thiên sứ treo ngược mình do dự một chút lại hỏi nhóm trò chuyện lâm ân khụ khụ hai cái nói đã làm chủ mẫu chê cười rồi tuy phương thức này hơi thấp kém nhưng cũng coi như tiện liên lạc nói cho cùng tôi vốn không phải tồn tại mạnh mẽ gì cho cam cũng không thể chờ đến lúc gặp chuyện lại dùng đến phương thức viết thư tay nhờ người chuyển đi được thiên sứ treo ngược mình nghe vậy thoáng im lặng một lát sau đó bà mở to đôi mắt màu vàng của mình nói được chúng ta cùng đi thị giới nếu ngươi nói dối ngươi có biết hậu quả sẽ như thế nào hay không trong nháy mắt ở thời điểm lâm ân còn chưa kịp phản ứng lại một phần hào quang màu vàng chói lòa đã từ trong mắt vị thiên sứ kia bắn thẳng ra ngoài, trực tiếp bao phủ lấy hắn. Ý thức chuyển thành ngẩn ngơ, không rõ. Mọi chuyện chỉ kéo dài một thoáng, ngay tại thời điểm Lâm Ân lại một lần nữa mở to hai mắt, hắn chợt phát hiện mình vẫn đang ngồi tại chỗ, xung quanh vẫn là một mảnh hắc ám mênh mông vô bờ, giống như hết thảy đều không phát sinh một chút biến hóa nào cả, chỉ có duy nhất một điểm khác biệt, chính là toàn bộ những sợi xiềng xích vốn phủ kín xung quanh, đều biến mất cả rồi. Lâm Ân lập tức đứng lên. Đinh Người bước vào khu vực số 87.331 bên trong thị giới. Lâm ân vội vàng đưa mắt nhìn xuống thân thể của chính mình, quả nhiên. Bản thân đã thay đổi trở thành dạng tồn tại ở bên trong thị giới, hư ảo như linh thể, phía trên cánh tay cũng xuất hiện phù văn màu lam kia. Trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Là vị thiên sứ treo ngược mình nọ đã kéo hắn vào bên trong thị giới, người đã đến rồi, ngay sau đó, trong mảnh hắc ám phía trước truyền đến một giọng nữ lạnh nhạt. Lâm Ân lập tức đưa mắt nhìn về phía kia. Gần như chỉ trong phút chốc, cả tòa điện thờ hắc ám đều bị một mảnh quang mang màu vàng chiếu sáng lên. Và hình ảnh phản xạ trong con ngươi của hắn chính là sáu đôi cánh chim màu vàng khổng lồ. Mà ngay bên trong mảnh quang mang thánh khiếp cùng với sáu đôi cánh chim kia, một vị nữ thần với mái tóc vàng trên đầu, với bộ trường bào màu trắng trên thân, với vầng sáng thần thánh lơ lửng trên đỉnh đầu vừa chậm rãi đáp xuống trước mặt hắn cẳng chân thon dài mũi chân chậm rãi chạm xuống đại địa dung mạo hoàng mỹ giống như một tác phẩm nghệ thuật nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của hắn lâm ân lập tức trở nên kinh hoảng thiên sứ đây con mẹ nó mới là thiên sứ hàng thật giá thật nha thiên sứ treo ngược mình vừa chậm rãi rơi xuống đất đã dùng vẻ mặt không biểu cảm nhìn hắn nói ngươi đừng có tỏ ra kinh ngạc như thế nơi này là thị giới đương nhiên là ta có thể tự do mà điều chỉnh hình tượng của mình rồi lâm ân kinh dị hỏi thị giới còn có loại chức năng này thiên sứ treo ngược mình thản nhiên hỏi lại ngươi không biết lâm ân vẫn còn kinh ngạc không thôi tôi vừa mới biết đến thị giới thời gian làm quen với nó không đầy một tháng rất nhiều chức năng còn trong quá trình mò mẫm phải làm như thế nào mới có thể thay đổi được hình tượng của mình nhìn y như thật vậy Thiên sứ treo ngược mình có chút không kiên nhẫn đưa mắt nhìn vẻ mặt tò mò mãnh liệt của hắn, bà ấy nhíu mày. Vốn dĩ vị thiên sứ này đã muốn phớt lờ câu hỏi kia, nhưng nhìn thấy ánh mắt thỉnh cầu càng ngày càng trở nên chân thành của hắn. Cuối cùng, bà vẫn hít sâu một hơi, đưa tay lên nâng trán, nói, được rồi, chỉ cần tập trung tinh thần lực lên thân thể của mình, sau đó nghĩ về hình dáng ngươi muốn thay đổi là được. Đơn giản như vậy, Lâm Ân có chút ngạc nhiên, rồi không nói hai lời, hắn lập tức dựa theo lời nói của thiên sứ treo ngược mình nhanh chóng nhắm hai mắt lại ông tâm lý phải thử một lần xem sao trong óc hắn đã bắt đầu xây dựng nên một hình tượng hoàn toàn mới cho chính mình tiếp sau đó xoát 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 ngay dưới cái nhìn chăm chú của thiên sứ treo ngược mình sau lưng lâm ân cũng lập tức mọc ra sáu cái cánh gà nướng thật lớn thiên sứ treo ngược mình cùng với hương thơm mê người không ngừng lan tỏa ra xung quanh lâm ân có chút kinh ngạc nhìn mấy đôi cánh của mình mẹ nó hóa ra lại có thể làm được thật này đúng là cái gì cũng có thể biến ra được đỉnh thật nha thiên sứ treo ngược mình vẫn duy trì vẻ mặt thánh khiết mà bình tĩnh của mình nhưng trong mơ hồ có thể nhìn thấy gân xanh trên huyệt thái dương của bà vừa ba 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 giật giật hai cái bàn tay trong lớp tay áo kia cũng vô ý thức mà nắm thật chặt lại hắn cố ý khẳng định là hắn cố ý nhưng bà ấy vẫn bình tĩnh nói muốn nghiên cứu về sau cứ từ từ mà nghiên cứu đám người thái thản ở đâu lâm ân kích động vẫy vẫy cặp cánh gà nướng của mình sau đó nâng chiếc kính một mắt vừa được hiển hóa ra nghiêm túc nói xin chủ mẫu chờ cho một lát để tôi xem xem có ai đang ở trong này hay không nói xong hắn lập tức mở ra nhóm trò chuyện của mình người một nhà tương thân tương ái nhóm hội viên vip của tiệm dược tề cưa máu lâm ân tiểu tiểu có ở đây không bác gái có ở đây không đại ca có ở đây không tiểu tiểu hắn không phải chờ bao lâu đột nhiên bên trong nhóm tán gẫu xuất hiện một khung cửa sổ vị hôn thê tiểu tiểu vị hôn thê tiểu tiểu bác sĩ ca ca rốt cuộc anh cũng xuất hiện rồi lâm ân kinh ngạc tiểu tiểu đã lâu không gặp xem ra tiểu tiểu cũng nắm giữ phương pháp ra vào thị giới rồi vị hôn thê tiểu tiểu. Về đức. À, đúng vậy, phương pháp mà bác sĩ ca ca dạy cho tiểu tiểu kia rất là hữu dụng đó. Vị hôn thê tiểu tiểu, mỗi một sinh vật tôi gặp được trên đường đều vô cùng thân mật, tiểu tiểu chỉ tùy tiện đưa ra thỉnh cầu muốn một viên đá thị giới, bọn họ đều vô cùng thân thiện mà đưa ngay cho tiểu tiểu, hiện giờ trong túi của tiểu tiểu đã tích góp được 5.000 tảng đá rồi. Lâm ân, ôi, giàu có như vậy sao? thế hiện giờ tiểu tiểu đang làm cái gì vậy chớp mắt vị hôn thê tiểu tiểu về đức tôi đang ngồi trên một đống đá ở bên ngoài thành lớn đó lâm ân lập tức vui vẻ vô cùng có thể hướng dẫn tiểu tiểu đáng yêu bước vào chính đạo mà không phải giống như trước cứ tùy tiện gặp được bất cứ sinh vật nào là một nguồn ăn luôn khiến trong lòng hắn thực sự sinh ra một loại cảm giác thành tựu như một người cha trông thấy con cái nhà mình trưởng thành loại cảm giác này thực sự không thể nói rõ ra ban đầu lâm ân còn muốn tiếp tục trò chuyện trao đổi một chút tình cảm cùng tiểu tiểu nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của vị thiên sứ bên cạnh mình hắn lại quyết đoán mà đi vào chủ đề chính lâm ân đúng rồi tiểu tiểu đại ca và bác gái có ở bên cạnh cô không tôi có một chút chuyện quan trọng muốn tìm bọn họ vị hôn thê tiểu tiểu tò mò chuyện quan trọng ư à ba và mẹ mới đi ăn cái gì đó rồi, nhưng tiểu tiểu có thể tìm được bọn họ, vừa vặn ở bên cạnh tiểu tiểu có rất nhiều tảng đá. Lâm ân, vậy làm phiền tiểu tiểu nhé, tôi lập tức đến nơi đó chờ cô. Vị hôn thê tiểu tiểu, ừm ừm. Đóng nhóm trò chuyện lại, Lâm ân lập tức kiểm tra vị trí hiện tại của tiểu tiểu ở bên trong thị giới. Sau đó, hắn miễn cười quay đầu, giơ ngón tay cái lên với vị thiên sứ treo ngược mình bên cạnh, nói, chủ mẫu, đã liên hệ được rồi bọn họ lập tức sẽ đến thị giới chúng ta có thể di chuyển tới vị trí kia bên trong thị giới chờ đợi bọn họ ý ngài thế nào thiên sứ treo ngược mình suy nghĩ một lát mới ngẩng đầu nói có thể ngươi theo ta đến điểm truyền tống trước sau đó nói cho ta biết vị trí kia nói xong bà ấy nhẹ nhàng nhảy lên sáu đôi cánh chim thật lớn mở rộng bình thản đập cánh tao nhã vô cùng đang muốn bay về phía cánh cửa điện thờ Lâm Ân xoay người, lập tức chạy lấy đà vài bước, sau đó mở ra sáu đôi cánh gà nướng của mình, cũng muốn bắt chước vị thiên sứ kia, tao nhã đập cánh bay lượn. Phù phù, chủ mẫu. Từ từ chờ tôi với, tôi không bay được, lại còn không quen thuộc địa lý nơi này, điểm truyền tống đang ở đâu vậy? Tôi sẽ lạc đường mất, Lâm Ân hô to. Vài giây sau, thiên sứ treo ngược mình cố nén cơn giận dữ trong lòng, trên mặt không chút biểu cảm dù không muốn cũng phải bay trở về. Chỉ thấy bàn tay thon dài của bà quơ một cái, trực tiếp túng được phần gáy hắn, sau đó đập cánh bay lên, mang theo cả hắn, bay ra bên ngoài. Thân thể chập chờn trong dòng khí, vù vù, bay qua, Lâm Ân lại nhanh chóng phát hiện, hành lang và thông đạo dẫn ra bên ngoài này, được thiết kế giống y hệt khu vực đã xuất hiện bên ngoài thị giới. Chẳng lẽ nói, trong nháy mắt sau đó, sáu đôi cánh chim màu vàng khổng lồ đã mang theo hắn trực tiếp bay khỏi khu vực dưới lòng đất, lao vút qua cánh cửa điện thờ, lại tiếp tục đập cánh bay lên không trung cao cao. Chỉ trong chớp mắt, một tòa thành thị khổng lồ đã nhanh chóng hiện ra giữa tầm nhìn của hắn. Bên trong tòa thành thị này cực kỳ đông đúc, người đến người đi không ngừng. Thật không ngờ lại có một tòa thành giống hệt thành hắc giả dạ chân thực ở bên ngoài, tọa lạc ngay giữa thị giới. Lâm Ân kinh dị nói, hóa ra ở bên trong thị giới dạ y cũng có sản nghiệp lớn như vậy thiên sứ treo ngược mình ngẩng đầu vỗ vỗ cánh chim nói đừng ngạc nhiên tốc độ lưu thông tin tức ở bên trong thị giới là nhanh nhất nếu muốn xây dựng nên một hệ thống quản lý và phương pháp truyền thông hiệu quả thị giới chính là nơi không thể thiếu được trong lòng lâm ân có chút rung động hiển nhiên thế giới cũng góp phần không nhỏ trong quá trình xây dựng tổ chức của dạ y mà vị chủ mẫu này của hắn đã thâm nhập vào sâu bên trong thế giới hắc ám thật nhiều năm đương nhiên bà ấy phải hiểu biết về thế giới này gấp mấy lần hắn rồi hơn nữa đối với một người có thân thể bị giới hạn như bà ấy có thể tự do hoạt động bên trong thị giới cũng coi như đã nhận được một chút an ủi nghĩ đến đây lâm ân ngẩng đầu hướng về phía thiên sứ treo ngược mình đang túm lấy của mình hét lớn chủ mẫu có một việc tôi vẫn chưa hiểu ngài mới nói ngài là mối tình đầu của đại ca tôi nhưng vì sao sau này đại ca lại cưới bác gái vu thần vì sao hai người lại chia tay là tình cảm rạn nứt hả tình cảm rạn nứt hả rạn nứt hả hả câu hỏi này không ngừng vang vọng trên không trung tòa thành hắc dạ tại thế giới khiến cho toàn bộ những sinh vật đang hoạt động bên trong tòa thành đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên sau đó hoảng hốt nhìn thấy một vị thánh thiên sứ 12 cánh đang bay lượn trên không trung. Cả đám dạ y lập tức quỳ một gối xuống đất, dùng đại lễ cao nhất đối với bóng dáng trên trời kia. Mà ở trời cao, vẻ mặt vốn lạnh nhạt của thiên sứ treo ngược mình cũng bị những lời nói vừa rồi của Lâm Ân trực tiếp phá vỡ, làm cho cảm xúc trong lòng ào ạt tuôn ra, không thể kìm nén nổi nữa. Bà lập tức nổi giận, quát lên, ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Lâm Ân hô lớn, tại vì gió bay lớn quá nó nhỏ sợ ngài không nghe thấy thiên sứ treo ngược mình cắn chặt hàm răng nếu không phải người kia quen biết gia đình thái thản bà ấy chỉ hận không thể trực tiếp ném hắn xuống đất rồi bỏ đi dù vậy cục tức trong lòng cũng không sao nuốt xuống được bà dứt khoát không thèm để ý tới hắn nữa coi như không nghe thấy gì gương mặt sầm xuống lầm lì vỗ vỗ cánh chim tiếp tục bay về phía trước lâm ân suy nghĩ một lát lại hô lớn chủ mẫu rốt cuộc là nguyên nhân gì vậy? Không biết, thiên sứ treo ngược mình thẹn quá hóa giận, ném cho hắn một ánh mắt mang hàm ý rõ ràng, ngươi dám hỏi thêm một câu nữa, ta sẽ giết ngươi, sau đó để cho hắn tự đi mà cảm nhận. Lâm ân gật đầu. Rồi gần như chỉ nháy mắt sau đó, Lâm ân đã nghĩ ra một vấn đề mang tính hiện thực nhất, cũng có khả năng phát sinh cao nhất, nhưng cũng là vấn đề bất bình thường nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Vấn đề này vô cùng khó lãng tránh dù tình cảm có sâu nặng đến mức nào, nếu không thể giải quyết được vấn đề này, coi như mối quan hệ kia cũng khó mà kéo dài được quá lâu. Nói cho cùng. Lúc này, trong đầu hắn lập tức hiện ra hình thể của cái đầu thái thản ở thời điểm còn nguyên vẹn kia. Ừm. Chiều cao cực kỳ lý tưởng, ít nhất đại ca của hắn cũng cao hơn một ngọn núi. Sau đó, hắn lại ngẩng đầu, cẩn thận quan sát hình thể thiên sứ của chủ mẫu. Đến đây, vẻ mặt lâm ân lập tức trở nên quái dị đinh độ hảo cảm của thiên sứ treo ngược mình đối với ngươi mười đinh độ hảo cảm của thiên sứ treo ngược mình đối với ngươi mười nếu ngươi dám nói ra những ý nghĩ và phán đoán dơ bẩn trong đầu mình ta sẽ lập tức giết ngươi ngay thiên sứ treo ngược mình nhắm mắt lại hai tay nắm chặt gân xanh trên huyệt thái dương lập tức ba 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 nhảy lên cứng cứng rồi Nắm tay cứng rồi, Lâm Ân vội vàng gật đầu như trống bỏi, tỏ vẻ mình không hề hay biết chuyện gì. Thiên sứ treo ngược mình hít sâu một hơi, cố nén xúc động muốn ném quách hắn xuống dưới. Rất nhanh sau đó, bà ấy đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt, chậm rãi đáp xuống quảng trường trung tâm phía trên thành Hắc Dạ. Nhóm thuộc hạ bái kiến chủ mẫu. Phía trên quảng trường, từng bóng dáng hư ảo lập tức quỳ một gối xuống đất, hành lễ với Thiên sứ treo ngược mình. "Đứng lên đi." ta muốn ra ngoài một chuyến chuyện ở nơi này giao cho các ngươi thiên sứ treo ngược mình lạnh nhạt nói vâng thưa chủ mẫu nhóm thủ vệ hư ảo trên quảng trường lập tức tôn kính đứng lên nhưng ngay sau đó bọn họ lại nhanh chóng trông thấy một thiếu niên đang đứng bên cạnh chủ mẫu của mình cả đám không khỏi lộ vẻ mặt kinh ngạc vô cùng bởi vì có vẻ như thiếu niên này vừa đi theo chủ mẫu của bọn họ cùng đến đây hắn Hắn lại có thể tiếp xúc với chủ mẫu vĩ đại của bọn họ gần như thế, ngay lập tức, ánh mắt bọn họ đã rơi vào sáu đôi cánh sau lưng Lâm Ân, rồi lập tức kinh hoảng hô lên. "Cánh ư?" Tuy mấy thứ này không giống cánh thiên sứ, càng giống cánh gà nướng hơn. Còn rất thơm nữa, nhưng ở bên trong thành hắc dạ của bọn họ, vốn đã có quy định rõ ràng, bất cứ kẻ nào cũng không được thay đổi thân thể của mình thành hình dáng thiên sứ 12 cánh, bởi vì trong mắt bọn họ Hành vi này chính là khinh nhờn chủ mẫu. Bởi vì chủ mẫu của bọn họ vốn là thiên sứ thần thánh 12 cánh chân chính, mà thiếu niên này chẳng những đã huyễn hóa ra 12 cánh, còn có thể đi theo bên người chủ mẫu. Ngay tức khắc, toàn thân bọn họ đều chấn động, trong đầu nhanh chóng hiện ra một ý tưởng cực kỳ đáng sợ. Chẳng lẽ nói, thiếu niên này chính là của chủ mẫu bọn họ. Vừa nghĩ đến khả năng này, cả đám đã run rẩy toàn thân vội vàng cuối cái đầu đang đổ mồ hôi lạnh của mình xuống đúng vậy vô cùng có khả năng dù đối phương không phải con trai của ngài cũng có thể là hậu duệ gì gì đó của chủ mẫu có huyết thống thiên sứ trên người chẳng trách chẳng trách cứ như vậy cả đám người không ngừng suy đoán bên kia thiên sứ treo ngược mình buông lâm ân xuống nhắm mắt lại nhưng vẫn thấy khóe mắt bà vừa giật giật hai cái vội vàng lau đi một đống dầu mỡ đã bị mấy cái cánh của hắn dính lên cổ tay mình. Đi thôi. Thiên sứ treo ngược mình lạnh nhạt vung tay lên, ngẩng đầu, cùng với một phần sáng nhạt phát ra từ đầu ngón tay bà, cánh cổng truyền tống khổng lồ trước mắt chậm rãi sáng lên. Nói cho ta biết số thứ tự của khu vực ấy, chúng ta đi tìm bọn họ. Quảng trường thị giới số 544 Cùng với ánh hào quang chớp động, bóng dáng Lâm Ân và thiên sứ treo ngược mình chậm rãi xuất hiện phía trên quảng trường số 544 này. Viên nhãn cầu khổng lồ trong mảnh trời cao hắc ám trên đỉnh đầu, không ngừng phun ra quang mang, chiếu rọi cả quảng trường biến thành một mảnh sáng rực. Lâm Ân xoay người, nhìn vị thiên sứ đẹp đến rung động lòng người bên cạnh mình, tò mò hỏi, chủ mẫu, tuy tôi biết mình hỏi ra câu này cực kỳ không thích hợp, nhưng tôi vẫn muốn biết, ngài trực tiếp đi gặp người một nhà đại ca tôi như vậy, thật sự không có vấn đề gì ư? Dù sao ngài cũng là mối tình đầu của đại ca mà. Gần như trong nháy mắt hỏi ra câu này, trong đầu Lâm Ân lập tức xuất hiện một đống kịch bản khổ tình, một, từng được xem ở địa cầu lúc trước. Ví dụ như Dũng giả đấu tiểu tam, nhân vật chính gặp lại mối tình đầu còn gian dở, sau đó người tiền nhiệm và đương nhiệm sẽ phát sinh những chuyện không thể không nói kia. Vân vân và mây mây. Lâm Ân vô cùng hoài nghi. Đợi sau khi mấy người đại ca đến đây, nơi này có thể biến thành một cái tu la tràng khủng bố hay không? Thiên sứ treo ngược mình hít sâu một hơi, cố kìm nén xúc động muốn thẳng tay giết chết hắn vừa bùng lên trong lòng, bà liếc mắt nhìn hắn, hung hăng nói, nếu ngươi còn dám nhắc đến từ mối tình đầu này ở trước mặt ta, ngay bây giờ ta sẽ giết ngươi. Lâm Ân lập tức im lặng, không hỏi thêm gì nữa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sau khi hai người bọn họ chờ đợi hơn 10 phút, một phần quang mang chợt lóe phía trên quảng trường thị giới. Sau đó ngay dưới cái nhìn chăm chú đầy mừng rỡ của Lâm Ân, hai hư ảnh cái đầu một lớn một nhỏ như ngọn núi, chậm rãi xuất hiện giữa ánh hào quang. Tiểu tiểu Thái thản đại ca, gần như Lâm Ân chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra hai bóng dáng quen thuộc kia. Tiểu tiểu lập tức nhảy khỏi vần sáng, dùng ánh mắt ngây thơ đầy dấu chấm hỏi, nhìn về phía bóng dáng quen thuộc xa xa kia, trong mắt đầy sao sáng, lệ nóng vòng quanh giống như một đôi vợ chồng son xa cách lâu ngày mới gặp lại cô bé không chút suy nghĩ đã lao vụt qua ô ô bác sĩ ca ca tiểu tiểu rất nhớ anh tiểu tiểu nước mắt giàn giụa lập tức vương hai nhánh xúc tu của mình lên ôm lấy lâm ân lại dùng khuôn mặt cọ cọ vào người hắn biểu đạt tình cảm nhớ nhung khi xa cách lâu ngày mới gặp lại thật sự từ sau khi tạm biệt bác sĩ ca ca cô bé cứ ủ rủ mãi ngoại trừ ngồi đếm mấy tảng đá kia ăn cái gì cũng cảm thấy không ngon miệng lâm ân cười hì hì lập tức vươn tay tới ôm lấy khuôn mặt của tiểu tiểu nói quả thật đã lâu không gặp tiểu tiểu có ngoan ngoãn nghe lời hay không tiểu tiểu nói ô có nhưng có bác sĩ ca ca ở gần tiểu tiểu sẽ càng nghe lời hơn lâm ân nghe câu này mà có cảm giác dở khóc dở cười nhưng hắn còn chưa kịp nói câu gì tiểu tiểu đã vội vàng vương đầu lưỡi tới tỏ vẻ vô cùng thân thiết mà sàn sạc sàn sạc liếm lâm ân trong gương mặt bé con kia vui vẻ như muốn nhảy lên vậy mà ở một bên khác cái đầu thái thản đang bặm khóe miệng lộ vẻ dữ tận vô cùng hai mắt cứ chốc chốc lại hỗn loạn chốc chốc lại thanh binh hiển nhiên ông ấy vừa ăn cơm xong hiện tế ta nghe khuê nữ nói ngươi có chuyện quan trọng muốn tìm rốt cuộc là nhưng ông ấy còn chưa nói hết câu Ánh mắt đã nhanh chóng chú ý tới một vị thiên sứ 12 cánh đang đứng ngay đối diện trên quảng trường, nheo mắt nhìn mình. Ông, trong nháy mắt tiếp theo, cái đầu thái thẳng rung lên, ánh mắt lập tức trở nên trống rỗng. Lạch cạch, lạch cạch, thiên sứ treo ngược mình ôm ngực, vẻ mặt lạnh nhạt, 12 chiếc cánh chim khổng lồ sau lưng nhẹ nhàng đập, thân thể bà lập tức bay lên lơ lửng, chậm rãi tiến về phía đối phương. Ta còn cho rằng hắn đang gạt mình, không ngờ người nọ đúng là ngươi trên mặt thiên sứ treo ngược mình lộ ra một nụ cười lạnh hỏi đã lâu không gặp chiến thần các hạ của ta gần đây ngươi có ổn hay không trong nháy mắt bầu không khí xung quanh lập tức chuyển thành lạnh lùng băng giá lâm ân nhanh chóng cảm nhận được một loại địch ý vô cùng mãnh liệt không ngừng lan tràn ra xung quanh hơn nữa loại địch ý này không chỉ xuất phát từ trên người chủ mẫu còn đồng thời lan đến từ trên người cái đầu thái thản lâm ân mở to hai mắt nhìn qua trong lòng thầm nghĩ quả nhiên dự cảm lúc trước vẫn phát sinh nhưng hẳn là chỗ này sẽ không diễn biến trở thành tu la tràn giống như tình tiết bên trong những vở kịch lúc trước đâu không giống hình như giữa bọn họ thật sự có một mối thâm cừu đại hận nào đó hình như thế cục bắt đầu trở nên phức tạp hơn rồi tiểu tiểu đang ôm lấy lâm ân có chút mờ mịt tò mò nói hình như tôi đã trông thấy chị gái mọc cánh kia ở đâu rồi chỉ là ký ức quá mức mơ hồ có một chút ấn tượng nhưng không thể nhớ ra phía trên quảng trường cái đầu thái thản cũng chậm rãi nheo mắt lại tâm trí đã nhanh chóng thoát khỏi cảm giác kinh ngạc ban đầu quay về với bình tĩnh ông ấy nhìn xuống vị thiên sứ thần thánh kia lộ ra hàm răng sắc bén nheo mắt nói hóa ra là ngươi ngươi cũng rơi vào thế giới hắc ám này đúng là oan gia ngõ hẹp thiên sứ treo ngược mình cười lạnh một tiếng khẽ vươn tay vén mái tóc vàng thật dài của mình nói đúng vậy nhưng không có sa sút như ngươi, ta cũng không bị người khác chém bay đầu ở thời kỳ đỉnh phong nhất, càng không bị người nhục nhã ném xuống thế giới này như một đống rác rưởi. Ngay khi nghe được lời châm chọc này, luồng hỏa diễm phẫn nộ lập tức bùng lên trong mắt cái đầu thái thản, nhưng là một điều là ông ấy không hề nổi giận, ngược lại, cũng cười lạnh một tiếng, nói, đừng là chó mà chê mèo lắm lông, tốt xấu gì ta cũng kiên trì được tới cuối, trong khi ta nghe nói, các ngươi được xưng là 72 đại thế giới thần thánh, cũng bị giết xuyên qua, e rằng đám chủ thần đều chết hết, chỉ còn lại một mình ngươi thôi. Sắc mặt thiên sứ treo ngược mình lạnh xuống. Một, kịch khổ tình thường tuyên dương những đức tính tốt đẹp truyền thống của người Trung Quốc là, trung hiếu lễ nghĩa, nó đề xướng chuyện lấy, nhẫn, lên làm đầu, phần lớn những nhân vật chính trong kịch bản đều có cuộc đời vô cùng thăng trầm, khổ ải, cuối cùng bọn họ thường lấy đức tính thiện lương, nhẫn nhịn và kiên cường của mình để hóa giải hết thảy khó khăn cái đầu thái thản không chút nhượng bộ lại tiếp tục cười lạnh mà nhìn chằm chằm vào bà ấy nói ngươi đừng có nhìn ta như vậy lúc trước chính ngươi đã vứt bỏ ta tới hiện giờ khi nhớ lại da đầu ta vẫn còn rung lên vì tức giận đây này lâm ân nghe mà kinh hoảng rồi dưới cái nhìn chăm chú sen lẫn tò mò của tiểu tiểu hắn nhanh chóng lấy ra một cuốn sổ nhỏ vội vàng ghi chép tin tức siêu hóc này xuống quả nhiên quả nhiên đối phương là người tiền nhiệm rồi thiên sứ treo ngược mình hiếp mắt, nói, đây là lý do khiến ngươi trả thù ta. Cái đầu thái thản cười lạnh một tiếng, nói, không, hai chúng ta là người tình ta nguyện, không liên quan tới chuyện trả thù hay gì hết, là tự bản thân ngươi không đủ năng lực mà thôi. Thiên sứ treo ngược mình nhìn chầm chầm vào ông ấy, sắc mặt rất lạnh, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bàn tay ở trong tay áo của bà đang siết cực kỳ chặt. Ngay tức khắc, bầu không khí đối chọi gay gắt, nhanh chóng lan tràn ra khắp quảng trường trả thù lâm ân càng nghe càng cảm thấy tình huống này có chút không đúng chẳng lẽ giữa hai người bọn họ còn có ẩn tình gì khác tiểu tiểu tò mò đưa mắt nhìn khung cảnh ngập tràn sát ý kia có chút kinh hãi nói bác sĩ ca ca rốt cuộc chị gái kia là lâm ân cầm bản bút ký trên tay nâng chiếc kính một mắt lên nghiêm túc nói là mối tình đầu của cha cô tiểu tiểu kinh ngạc hỏi cái gì là mối tình đầu lâm ân nghiêm túc nói chính là bạn gái đầu tiên của cha cô đó tiểu tiểu càng nghe càng hồ đồ không nhịn được lại hỏi nhưng nếu là bạn bè thì vì sao chị gái kia với cha của tôi lại như sắp chiến tranh đến nơi vậy lâm ân nheo mắt nghiêm túc nói cái này nói ra rất là phức tạp tiểu tiểu cô chỉ cần biết là ngoại trừ người có thừa sự ấm áp ra thì phần lớn đàn ông lúc nhìn thấy bạn gái tiền nhiệm của mình đều sẽ tỏ ra không hòa hợp vẻ mặt tiểu tiểu vẫn có chút mờ mịt đúng rồi, tiểu tiểu, bác gái đại nhân đâu? À, mẹ nói bà lập tức sẽ trở lại. Ngay tại khoảnh khắc bọn họ nói xong câu này, đột nhiên phía trên quảng trường thị giới lại hạ xuống một luồng hào quang khổng lồ. Luồng hào quang ấy chậm rãi thành hình, sau đó từ từ ngưng tụ thành một cái đầu hơi nhỏ hơn cái đầu thái thản một chút. Là mẹ đến đây, tiểu tiểu lập tức mở miệng hoang hô nhảy nhót. Mà ngay khi cái đầu nọ xuất hiện, ánh mắt của thiên sứ treo ngược mình và cái đầu thái thản cũng lập tức rơi vào bên trong quần sáng kia rất nhanh từ bên trong quần sáng nọ đã truyền đến một tiếng cười quyến rũ thoáng hiện chút ác độc ta nghe khuê nữ nói nữ tế có chuyện quan trọng muốn nói với bá mẫu không biết là chuyện quan trọng gì mẹ của tiểu tiểu vừa nói vừa chậm rãi rời khỏi quần sáng kia nhưng đúng vào lúc này bà lại lập tức cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc lướt đến từ phía đối diện khiến bản thân ngẩn ngơ rồi gần như là theo bản năng, bà quay đầu lại, nhanh chóng trông thấy ánh mắt nhu hòa của vị thiên sứ 12 cánh đang đứng trước mặt mình. Trong nháy mắt, cái đầu vu thần chấn động, đại não chuyển thành trống rỗng, ánh mắt thoáng hiện chút run rẩy, không ngừng nhìn chầm chầm vào gương mặt vị thiên sứ kia. Ngươi! Ngươi là! Giống như vừa gặp lại một người bạn cũ đã lâu không thấy. Giống như cuối cùng cũng tìm được một người bản thân không thể nào quên đi trong mắt cái đầu vu thần tràn đầy rung động và kinh ngạc đến khó mà tin được. Đã lâu không gặp. Thiên sứ treo ngược mình tất giọng dịu dàng nói, tiểu vu, còn nhớ ta không? Biểu cảm trên mặt lâm ân lập tức chuyển thành ngơ ngác. Khoan đã, khoan đã nào, không thích hợp. Có chút không thích hợp, theo đạo lý mà nói, khi nguyên phối gặp được tiền nhiệm không phải bọn họ nên đối chọi như nước với lửa, không phải nên trợn mắt, hầm hè nhìn nhau sao, vì sao khi gặp được, tình địch, của mình, giọng nói của chủ mẫu lại chuyển thành dịu dàng như vậy, mà cũng chính tại một khắc này. Thiên sứ tỷ tỷ. Thật sự là ngươi sao? Cái đầu vu thần run rẩy, hai mắt lập tức ứa lệ, tựa như xa cách lâu ngày mới gặp lại một người bạn cũ, bà ấy vội vàng lao thẳng về phía vị thiên sứ kia. Thê tử, ngươi chờ một chút, cái đầu thái thẳng quá sợ hãi, lập tức lao đến chắn trước mặt bà ấy, muốn ngăn trở hai người này đến với nhau nhưng lời còn chưa nói ra, đã bị một nhánh xúc tu của cái đầu vu thần đập qua một bên. Ngay sau đó, dưới cái nhìn chăm chú đầy rẫy ngạc nhiên của Lâm Ân, cái đầu vu thần đã vọt tới trước mặt thiên sứ treo ngược mình, hai mắt đẫm lệ mà dồn dập nhìn bà ấy từ trên xuống dưới một vòng, rồi run rẩy hỏi, tỷ tỷ ngươi. Ngươi vẫn còn sống hả? Bên trong giọng nói kia, tràn ngập quyến luyến và cảm tình vô biên vô hạn. Thiên sứ treo ngược mình dịu dàng vương đôi cánh khổng lồ đến nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của mẹ tiểu tiểu, ôn nhu nói, ừm, đúng là đã lâu không gặp rồi. Đến đây, Lâm Ân thực sự kinh hoảng rồi. Chẳng lẽ nói, trong nháy mắt này, hắn vừa nghĩ đến một loại khả năng khiến cho da đầu mình rung lên. Không thể nào. Điều này làm sao có thể chứ? Ngay sau đó, xa xa, một nhánh xúc tu to tướng lập tức lao về phía hai người phụ nữ nọ. Ánh mắt thiên sứ treo ngược mình chợt lóe, bà ấy nhẹ nhàng phi thân ra ngoài, nhanh chóng dừng lại cách vị trí ban đầu chừng mấy chục mét có dư. Tới lúc này, cái đầu thái thản cũng thu hồi xuất tu lại, đưa ánh mắt nổi giận nhìn thẳng vào bà, lạnh lùng nói, hiện giờ nàng chính là lão bà của ta, ngươi đừng có tay máy tay chân. Hừ, dù có chết, nàng cũng là nữ nhân của ta, mà không phải của ngươi. Lâm ân. Giờ khắc này, cuối cùng Lâm Ân cũng được trông thấy tình cảnh chứng minh cho suy đoán vốn làm da đầu hắn rung lên lúc trước. Có điều. Loại cảm giác khiếp sợ kinh ngạc này lại tới quá mức đột nhiên, còn tới quá mức khủng bố nữa. Lâm Ân không khỏi quay đầu, nhìn về phía thiên sứ treo ngược mình đang lạnh lùng đứng đối diện với cái đầu thái thản, có chút ngây dại nói, chủ mẫu. Không phải ngài từng nói, ngài là mối tình đầu của đại ca ta sao? Thiên sứ treo ngược mình im lặng một thoáng, mới lạnh lùng cất giọng nói đúng vậy nhưng ta cũng là mối tình đầu của bá mẫu ngươi hai thân phận này không có gì xung đột cả ông ánh mắt lâm ân lập tức trở nên trống rỗng giờ khắc này rốt cuộc lâm ân cũng hiểu được rồi quả nhiên vẫn là hắn quá trẻ tuổi kiến thức của hắn vẫn bị giới hạn ở kết cục tu la tràn kia mà hắn trăm triệu lần không thể đoán ra được kết cục lại là tu la tràn kiểu này quả nhiên Đối với những sinh vật không nói đạo lý như bọn họ, hắn thực sự không thể dùng quan niệm của nhân loại đến hình dung được. Nhưng vì sao? Hắn lại có cảm giác càng ngày, diễn biến của câu chuyện này lại càng bất bình thường vậy, tuyệt đối là con mẹ nó đi lạc 180 độ so với kịch bản rồi, sau đó, ngay dưới cái nhìn chăm chú xen lẫn một chút trống rỗng của Lâm Ân, tình tiết tu la tràn mà hắn từng đoán được lúc trước, cuối cùng cũng diễn ra. Ta nói cho ngươi biết, đã qua vài ngàn năm rồi nếu ngươi còn muốn dụ dỗ thê tử của ta ta nhất định sẽ mang theo già trẻ lớn bé cùng đi tới xử lý ngươi ngươi còn dám nói như vậy rõ ràng ngươi mới là một tên khốn nạn là ngươi chặn ngang một cước đi tới dụ dỗ tiểu phu qua là ngươi trâu già gặm cỏ non là một lão già mấy vạn tuổi xuống tay với tiểu nữ hài mấy ngàn tuổi ngươi mới là thứ không biết xấu hổ kiềm chế phẫn nộ nhưng thế cũng giỏi hơn ngươi rồi, tốt xấu gì ta cũng có vũ khí đang dược, còn ngươi, ngay cả vũ khí đạn dược cũng không có, cười lạnh, cảm tình về mặt tinh thần, làm sao có thể so sánh được với cảm tình trên mặt tinh thần cộng thân thể chứ. Ha ha. Nổi giận, sao lúc trước ngươi theo đuổi ta lại không nói như vậy? Cắn răng, ngươi còn dám nói đến chuyện đó ư, ừ, mỗi lần nhắc đến là ta lại nổi điên lên nhé, ngươi biến thành hình thể giống như ta thì đã làm sao chứ? rõ ràng thiên sứ các ngươi có khả năng biến lớn cơ mà. Vì sao ngươi không chịu? Nổi giận, thứ dâm dê, suốt ngày chỉ biết nghĩ đến mấy chuyện sáp sáp đó. Lúc trước, ở thời điểm ngươi theo đuổi ta, ta đã chính miệng nói cho ngươi biết rồi, thứ ta muốn chính là tình yêu thuần khiết về mặt tinh thần, ngươi lại luôn muốn lên ta. Có vấn đề hả, không tiến hành trao đổi về mặt thân thể, chỉ có mỗi cảm tình làm sao có thể thăng hoa rõ ràng là loại tư tưởng này của ngươi cực kỳ vô lý, hơn nữa là ngươi vứt bỏ ta cơ mà. Nổi giận, cho nên ngươi mới ngấm ngầm ôm ý tưởng xấu, thừa dịp ta trở về 200 năm, thi triển trăm phương ngàn kế tới dụ dỗ muội muội của ta. Song phương cắn răng gầm thét, điện lưu, bùng bùng, không ngừng nổ vang trong mắt hai người. Mùi thuốc súng nồng nặc kia giống như cả một kho súng ống đạn dược vừa bị người ta châm ngòi, phóng hỏa. Đúng là oan gia gặp mặt, hai bên lập tức buông xuống toàn bộ tư thế cao ngạo ban đầu, để nhảy sổ vào nhau, để dương cung bạc kiếm, có cảm giác như nếu không làm cho đối phương tức đến đấm ngực mà chết thì trong lòng mình sẽ cực kỳ khó chịu vậy. Mà cái đầu vu thần chỉ có thể vội vàng chen vào giữa hai người bọn họ, rồi không ngừng nói, đừng ồn ào nữa, đừng cãi nhau mà. Nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Lâm Ân đang ngồi trên đầu tiểu tiểu ở xa xa xem cuộc chiến, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ đến cùng cực nháy mắt hai tay liên tục xoa xoa huyệt thái dương nói thật đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy đầu óc của mình thực sự không đủ dùng bởi vì mối quan hệ trong này quá mức rối loạn là cực kỳ rối loạn lâm ân đang cố gắng quét toàn bộ những đầu dây mối rợ trong đó theo một cách logic nhất có thể nói chính xác là ban đầu thái thản đại ca theo đuổi thiên sứ chủ mẫu nhưng thiên sứ chủ mẫu lại yêu thích tình yêu kiểu platon một thái thản đại ca đã đồng ý với điều kiện này hai người bọn họ xác lập quan hệ. Về sau, ở thời điểm Thái Thản Đại ca muốn trao đổi sâu hơn với thiên sứ chủ mẫu, ông ấy đã bị đối phương từ chối, rồi năm lần bảy lượt bị từ chối như vậy, hai người bọn họ bắt đầu bất hòa, trạng nứt. Cuối cùng thiên sứ chủ mẫu dứt khoát đá Thái Thản Đại ca, bắt đầu tiến hành một mối tình kiểu Platon với bác gái vô thần. Thái Thản Đại ca tức không chịu được, đã thừa dịp thiên sứ chủ mẫu trở về 200 năm, dùng hàng loạt thủ đoạn đi theo đuổi bác gái vu thần, tóm lấy bà vào tay, chờ đến khi thiên sứ chủ mẫu trở về, nhà người ta đã có con cái. Lâm ân. Đây. Quả nhiên là một kịch bản tu la tràn kết hợp với siêu cấp cẩu huyết mà. Nhưng khủng bố nhất chính là, trong ba người này, tùy tiện tìm hai người nào cũng có thể nối liền thành một sợi. Là. Hóa ra trước kia cả ba người này đều con mẹ nó có mối quan hệ yêu đương với nhau tuyệt đối không hợp lẽ thường, tiểu tiểu mơ hồ nói, "Bác sĩ, mấy người ba mẹ đang ồn ào cái gì vậy, tiểu tiểu nghe mà không hiểu." Lâm Ân nâng chiếc kính một mắt lên, xoa huyệt thái dương, đỡ trán nói, "Tiểu tiểu không cần nghe hiểu đâu, đó là chuyện người của thế hệ trước yêu thương rồi bất hòa, tốt nhất là đám người thế hệ sau chúng ta không cần tham gia vào. Bởi vì cái vòng tròn này quá mức rối loạn mà." Rốt cuộc, hơn 10 phút sau, ở một bên khác của quảng trường thiên sứ treo ngược mình với hốc mắt đỏ bừng ngồi lặng lẽ ở chỗ kia nắm tay siết chặt lại mà cái đầu vu thần đang ngồi đối diện với bà ấy đang không ngừng an ủi và khuyên nhủ còn ở bên này cái đầu thái thản cũng đang ca ca nghiến chặt răng xúc tu trên người cũng cuồn cuộn bắn ra ngoài hết cả thậm chí trên đỉnh đầu còn vù vù bốc lên từng vòng khí hiển nhiên trong bụng ông ấy đang cực kỳ phẫn nộ lâm ân lau mồ hôi lạnh trên đầu khoanh chân ngồi đối diện với cái đầu thái thản mở miệng khuyên nhủ thái thản đại ca thực sự không cần đi chấp nhặt với phụ nữ đâu hiện giờ đại ca đã là người có gia đình rồi lại có con gái nữa chẳng lẽ còn phải tức giận vì ba cái chuyện bé như hạt vườn này thực sự không đáng đâu một tình yêu kiểu platon hay tình yêu platonic là một loại tình yêu trong đó ham muốn tình dục hoặc những đặc điểm lãng mạn không tồn tại hoặc đã bị đè nén thăng hoa hoặc thanh lọc nhưng nó có ý nghĩa sâu sắc hơn tình bạn đơn thuần. Cái đầu thái thẳng hít sâu một hơi, ca ca, nghiến răng nói, nhưng ta nói đúng mà, đã ở chung cả một vạn năm rồi, muốn chạm một cái cũng không cho chạm, trong khi đám hậu bối đã sinh tử sinh tôn ngồi chật cả sảnh đường, mà ta, một nhi tử cũng không có, người khác vừa nghe ta có một người bạn gái là thiên sứ, ai nấy đều hâm mộ, nhưng hâm mộ cái, biết, á, ngươi có biết, đại ca ngươi đã vượt qua một vạn năm ấy như thế nào hay không? phải dựa vào tay trái đó, quy. Nghe đến đây, tay trái của Lâm Ân lập tức rung lên theo bản năng. Cái đầu thái thẳng thoáng nhìn hắn một cái rồi sâu kín nói, ngươi nói xem, những gì ta vừa nói có đúng hay không? Chẳng lẽ ngươi có thể chịu đựng được loại tình yêu thuần khiết về tinh thần như thế? Lâm Ân mở to mắt, lập tức vung tay lên nói, đương nhiên là không thể rồi. Nói đùa. Nếu không thể sáp sáp hai cái, thì có còn là yêu đương nữa hay không? đại ca. Anh cứ yên tâm, về điểm này em vĩnh viễn đứng về phía anh. Đinh. Độ hảo cảm của cái đầu thái thản đối với ngươi cộng 30. Mấy phút đồng hồ sau, cái đầu thái thản kia ngồi một bên, còn cái đầu vu thần nọ lập tức, dắt theo tiểu tiểu, dùng xúc tu không ngừng, ba ba ba, hung hăng quất xuống cái đầu thái thản, lại bla bla chỉ vào ông ấy rút xuống một đống những lời răng dạy và cảnh báo. Lâm ân lén lút liếc mắt nhìn khu vực bên kia một cái, không khỏi mở miệng thở dài, rồi vội vàng đưa mắt nhìn thiên sứ chủ mẫu đang siết chặt hai tay, khóc mắt đỏ bừng trước mặt, thở dài nói lời thấm thía: chủ mẫu à, thực sự không cần chấp nhặt với đám đàn ông đó đâu. Bọn họ đều là một lũ sinh vật nông cạn, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ là sáp sát thôi. Hơn nữa, đã qua nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ ngài vẫn phải tức giận vì ba cái chuyện bé như hạt vừng ấy sao? không đáng đâu. Thiên sứ treo ngược mình đỏ hồng hai mắt, cắn răng nói, ta không sai, chẳng lẽ tình yêu và sự gắn kết về mặt tâm hồn dựa trên tinh thần cao thượng, lại không bằng nhục dục thấp hèn như giả thú kia ư? Hơn nửa lúc trước, rõ ràng là hắn đã đồng ý với ta rồi, nhưng còn chưa đến một vạn năm, hắn lại nuốt lời đổi ý, đã vậy, còn muốn dùng sức mạnh bằng bằng ta. Một thiên sứ bị bằng bằng rồi, có còn là thiên sứ nữa hay không? là thiên sứ, nhất định phải vĩnh viễn duy trì thuần khiết và lý tính. Lâm ân chỉ biết nghe mà gật đầu như giả tỏi. Thiên sứ treo ngược mình thoáng đưa mắt nhìn về phía hắn, sau đó sâu sắc nói, đó là lý do vì sao ngươi đừng có trở nên dung tục như tên khốn nạn đó. Đừng bảo là trong đầu ngươi cũng chứa đầy một đống tư tưởng xấu xa như thế nhé. Lâm ân mở to mắt, lập tức vung bàn tay lên nói, đương nhiên là không rồi. Nói đùa nếu chỉ muốn sáp sáp và bằng bằng, thì mối quan hệ kia có còn là tình yêu nữa hay không? Rõ ràng tình yêu kiểu Platon mới là tình yêu hoàn mỹ nhất. Chủ mẫu, ngài cứ yên tâm, về điểm này, khẳng định là tôi luôn đứng bên phía ngài. Đinh Độ hảo cảm của thiên sứ treo ngược mình đối với ngươi cộng 40. Tới cuối cùng, sau khi trải qua một đoạn thời gian rất dài, được nghe những người khác khổ sở khuyên nhủ và an ủi, bầu không khí giữa hai người bọn họ cũng không còn dương cung bạc kiếm nữa nhưng hiển nhiên muốn làm cho hai người này hòa bình ở chung tuyệt đối là một chuyện cực kỳ khó khăn gánh nặng đường xa bởi vì quan hệ giữa hai người bọn họ chẳng những là mối tình đầu còn là tình địch nữa mãi sau đó dưới tác động của hai trung gian hòa giải là lâm ân và cái đầu vu thần tới cuối cùng hai người bọn họ cũng có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện rồi lúc này ngay tại quảng trường, Lâm Ân đang ngồi trên đầu tiểu tiểu. Về đúc, đưa mắt lần lượt nhìn về phía thiên sứ treo ngược mình lạnh lùng và cái đầu thái thản đang ngồi hai bên, cùng với cái đầu vu thần ngồi chính giữa. Đột nhiên trong đầu Lâm Ân lại sinh ra một loại cảm giác cực kỳ hoang đường. Bởi vì không đến một tháng trước đó, hắn vẫn còn là một tên học đồ bình thường của tiệm dược tề cưa máu, mà tới hiện giờ, hắn lại có thể ngồi cùng một mâm với bốn tồn tại cấp căn nguyên. Hình như, trong lúc không cẩn thận hắn lại chen vào vòng luẩn quẩn của cấp căn nguyên mất rồi. Ta không muốn nói gì thêm về những chuyện trước kia nữa. Thiên sứ treo ngược mình vén mái tóc vàng lên, gương mặt lạnh lùng giống hệt núi băng, mang đến cho người ta một loại mỹ cảm thần thánh, không dám kinh nhờn. Bên trong đôi mắt màu vàng của bà phản chiếu hình ảnh của người một nhà thái thản, vị thiên sứ này thoáng ngừng lại một chút, sau đó lạnh lùng nói, mặc kệ nói như thế nào, hiện giờ chúng ta vẫn là minh hữu như cũ, điểm này sẽ không thay đổi chứ. Sắc thái hỗn loạn và tỉnh táo không ngừng luân chuyển qua lại trong đôi mắt của cái đầu thái thản, chỉ nghe ông ấy hung hăng nói, không phải ngươi đã tìm được phương pháp khiến cho chúng ta rời khỏi mảnh địa ngục này rồi sao? 3.000 năm Chúng ta đã bị nguyền rủa trấn áp 3.000 năm rồi. Thiên sứ treo ngược mình ngẩng đầu, nói, nếu nguyền rủa dễ dàng bị phá giải như vậy, thì lúc trước chúng ta cũng không bị địch nhân giết xuyên qua. Lại nói, Kể cả chúng ta thực sự trở về được thì sẽ thế nào chứ? Thái Thản các ngươi đã bị diệt tộc rồi, 12 vị chủ thần của thế giới thần thánh chúng ta cũng chỉ còn lại duy nhất một mình ta. Người chết đã chết, tộc diệt đã diệt, trật tự đã tan vỡ, không thể thay đổi được. Bầu không khí xung quanh chợt rơi vào im lặng. Bên trong đôi mắt của cái đầu Thái Thản giữa không ngừng chớp động lửa giận hừng hực, nhưng lạ một điều là ông ấy vẫn chỉ ngồi yên ở đó bởi vì ông ấy thực sự không phản bác được điều này phải biết rằng ở thời điểm đó bọn họ còn đang hùng mạnh còn đang ở thời kỳ đỉnh phong vậy mà hết người này đến người khác đều bị địch nhân dùng tư thế nghiền bi cúp tới hủy diệt cuối cùng là ngã xuống đến nơi này càng đừng nói tới hiện tại lâm ân có chút suy tư nhìn về phía bọn họ một lúc lâu sau hắn thực sự không nhịn được nghi hoặc trong lòng đã quyết định mở miệng dò hỏi đại ca chủ mẫu rốt cuộc là 3.000 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại phát sinh hồi đại chiến khốc liệt ấy? Bởi vì đã không chỉ một lần, hắn được nghe bọn họ kể về chuyện từng xảy ra tại tiết điểm 3.000 năm trước. Nền văn minh khoa học kỹ thuật đã luyện chế nên cự tượng trong miệng thầy. Câu chuyện về truyền thừa tuyệt tự trong miệng những cư dân trấn tịch tỉnh. Lại cộng với thảm cảnh của thái thản nhất tộc và thiên sứ thần thánh. Hắn càng biết nhiều, trong lòng càng khó hiểu, rốt cuộc là lúc trước đã xảy ra chuyện gì mới dẫn đến một hồi kịch biến khốc liệt này như thể tại thời điểm đó lần lượt từng vị cổ thần đều chiến bại rồi rơi xuống thế giới này biến thành tồn tại cấp căn nguyên trong miệng mọi người vậy cái đầu vu thần im lặng một lát mới nói biết những chuyện kia không tốt cho ngươi đâu hơn nữa nói cách ngươi quá xa ngươi chỉ cần biết đó là một hồi hảo kiếp một cuộc đại thanh trừng lan tràn đến vạn vật trong vạn giới là đủ rồi thanh trừng sao lâm ân nhíu mày cái đầu vu thần ngẩng lên bên trong ánh mắt bắn ra một cái nhìn đầy ác độc đến tận giây phút này bà vẫn còn nhớ rất rõ những gì từng xảy ra vào ngày hôm đó không trung trạng nứt màu máu tràn lan hỗn độn không trật tự chiếm cứ hư không vô tận những tồn tại mạnh mẽ lần lượt ngã xuống những nền văn minh lần lượt diệt vong đó cũng là nguyên nhân khiến cho liên minh cuối cùng được vạn giới xây dựng nên quyết định chung tay đứng lên chống lại chiến dịch xâm lấn đó chúng ta không phải nhóm người ngã xuống đầu tiên cái đầu vu thần ác độc nói ở thời điểm chúng ta bị diệt tộc liên minh đã được thành lập nó do một tồn tại vĩ đại đứng ra làm điều đình bọn họ đã và đang bắt tay xây dựng nên một phòng tuyến kéo dài suốt cả vạn giới mà đến hiện giờ nếu vẫn còn các loại sinh vật khác nhau rơi xuống mảnh địa ngục này có nghĩa là chiến tranh vẫn còn chưa chấm dứt Lâm ân khẽ trao mày. Đúng vậy. Đúng là với hắn của hiện giờ, những lời bà ấy nói thực sự quá mức xa xôi. Tựa như một cô bé đang hít thở bầu không khí trong lành của địa cầu, dù trong lòng có biết về cuộc chiến tranh tinh tế vừa mới bùng nổ bên trong vũ trụ xa xôi kia, cũng không thể tham dự vào được. Vậy thế giới hắc ám thì sao? Lâm ân dò hỏi. Thiên sứ treo ngược mình lạnh nhạt nói, nó chỉ là một bãi rác thải nằm ở nơi sâu nhất dưới đáy của vạn giới, một khu địa ngục tràn ngập nguyền rủa và tai họa. Nhưng bắt đầu từ hơn 3.000 năm về trước, nó lại trở thành vùng đất dùng để lưu đầy những sinh vật như chúng ta. Nơi này có liên quan gì đến kẻ địch mà mọi người từng gặp phải không? Lâm ân do dự một thoáng lại tiếp tục hỏi. Thiên sứ treo ngược mình hít sâu một hơi, im lặng hồi lâu mới đáp, ta cũng không quá rõ về chuyện này, nhưng có điều lại có thể xác định được, đó là toàn bộ những sinh vật bị kéo vào thế giới này, đều sẽ bị gắn lên gông xiềng nguyền rũ, bị giam cầm trọn đời mà sinh vật càng mạnh mẽ năng lượng nguyền rũ trên người càng kịch liệt nói đến đây bà ấy lại im lặng một lát sau đó bổ sung thêm đây cũng là ước nguyện ban đầu khi ta thành lập tổ chức giả y chữa trị cứu chuộc suy yếu theo thời gian khi càng ngày càng nhiều sinh vật bị kéo vào nơi này oán hận và cảm xúc tiêu cực không ngừng được gia tăng tích lũy khiến cho năng lượng nguyền rủa bao phủ thế giới hắc ám này cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt mà những năng lượng nguyền rủa ấy sẽ hóa thành gông xiềng càng ngày càng nhiều càng ngày càng trói chặt mỗi một linh hồn đang tồn tại bên trong thế giới này đến đây bầu không khí xung quanh lại chậm rãi chuyển biến trở thành áp lực và tiêu cực hơn hồi lâu sau cái đầu thái thản chợt cười lạnh một tiếng rồi lập tức vương xúc tu tới cuốn lâm ân đến bên người mình nói a à, đừng bày ra cái mặt như trái khổ qua ấy nữa, ngươi đã tìm cả ba ngàn năm cũng không thể tìm ra phương pháp phá giải nguyền rủa chỉ có thể nói là ngươi phế mà thôi đâu có giống như ta, nữ tế của ta chỉ cần tùy tùy tiện tiện vung tay lên, là có thể gọt bớt 15% nguyền rủa cho ra rồi, tuy trạng thái ấy chỉ là tạm thời, nhưng chờ đến lúc nữ tế của ta cũng mạnh mẽ. Như ta, khẳng định là hắn có thể dễ dàng loại trừ toàn bộ nguyền rủa trên người đại ca hắn. Ngươi nói xem, có phải như thế hay không hả hiền đệ vừa nghe xong câu nói ấy ánh mắt của mọi người lập tức rơi xuống trên người lâm ân lâm ân cụ cụ hai tiếng có chút không biết nên đáp lại như thế nào ánh mắt của thiên sứ treo ngược mình cũng lập tức rơi xuống trên người lâm ân trực tiếp mở miệng nói ta đã nghe hắn nói về chuyện giữa các ngươi rồi ngươi khẳng định đó là sự thật hắn thật sự có thể làm suy yếu nguyền rủa trên người các ngươi cái đầu thái thản cười lạnh một tiếng nói, cực kỳ chính xác. Lời này vừa nói ra, hai mắt thiên sứ treo ngược mình lập tức nheo lại, bà ấy gắt gao nhìn chầm chầm vào Lâm Ân, giống như muốn trực tiếp nhìn xuyên qua đống quần áo trên người hắn. Lâm Ân bị bà ấy nhìn chầm chầm vào như vậy, toàn thân lập tức trung lên, cả người đều hoảng hốt, nhưng đáng tiếc, hắn bất lực. Hồi lâu sau, thiên sứ treo ngược mình vẫn một mực nhìn chầm chầm vào hắn, mới mở miệng nói, rốt cuộc là ngươi đã làm như thế nào? trong khi ta vẫn một mực tìm kiếm suốt 3.000 năm, nhưng hoàn toàn không tìm được bất cứ phương pháp gì có thể làm suy yếu nguyền rủa trên người mình, vậy mà ngươi. Ngươi khẳng định là mình có thể. Bởi vì không cần biết người ngoài nhìn thế nào, cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn là một nhân loại rất bình thường đã từng trải qua một chút biến dị mà thôi. Lâm ân nâng chiếc kính một mắt lên, lắc đầu nói, tôi thực sự rất khó giải thích với mọi người về nguyên nhân cụ thể của năng lực này, nhưng đúng là tôi có sở hữu một loại năng lực có thể tạm thời loại trừ nguyền rủa. Trước mắt, loại năng lực này chỉ có thể kéo dài liên tục trong vòng 13 giờ. Hơn nữa khi sử dụng với tồn tại mạnh mẽ như đại ca, năng lực của tôi sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Ngay khi nghe xong lời nói của Lâm Ân, có thể rõ ràng nhìn thấy ánh mắt thiên sứ treo ngược mình vừa thay đổi, trở nên dồn dập, gấp gáp hơn nhiều. Lúc trước là 15% còn hiện giờ thì sao thiên sứ chủ mẫu nghiêm túc hỏi lâm ân lắc đầu cười khổ nói hiện giờ không phải đã rất rõ ràng rồi sao nói cho cùng tồn tại cấp căn nguyên cũng không phải con mèo con chó đầu đường xó chợ từ lần trước sau khi từ biệt mấy người nhà đại ca tới tận hôm nay tôi mới gặp được một vị tồn tại cấp căn nguyên khác cũng chính là ngươi thiên sứ treo ngược mình nắm chặt hai tay hàng chân mày xinh đẹp nhíu lại hiển nhiên trong lòng đã có chút động tâm rồi. Nếu không, ngươi cũng thử một lần trên người ta đi, bà ấy do dự hỏi. Bởi vì đối với bà ấy, loại chuyện này tuyệt đối là thiên đại hấp dẫn khó có thể từ chối được. Bà ấy đã theo đuổi chuyện này suốt 3.000 năm, cũng không thể tìm ra phương pháp làm suy yếu nguyền rủa mà hiện tại, đột nhiên có người nói cho bà ấy biết rằng, hắn có thể làm suy yếu ít nhất là 15 nguyền rủa Nói thật, kể cả với một tồn tại vĩ đại như bà ấy đây cũng là một chuyện không thể tưởng tượng nổi bởi vì nó tượng trưng cho hy vọng mà quan trọng hơn bà ấy khác với tên phế vật thái thản kia trên hầu hết các phương diện tri thức bà ấy đều cực kỳ uyên bác có lẽ sau khi được trải nghiệm loại cảm giác này bà ấy có thể thông qua nó tiện đường tìm được phương pháp bài trừ nguyền rủa toàn diện cũng nên nghĩ đến đây nhịp hô hấp của thiên sứ chủ mẫu cũng trở nên dồn dập, gấp gáp. Lâm ân suy nghĩ một lát, rồi ngay tại thời điểm hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên cái đầu thái thản bên cạnh hắn lập tức cười lạnh, mở ra cái miệng khổng lồ tanh hôi, nói, nói đùa, hắn chính là nữ tế của ta, dựa vào cái gì phải tới loại trừ nguyền rủa cho ngươi. Ngươi là cái gì của hắn? Trong chuyện này nhất định phải phân rõ thân sơ viễn cận thân sơ viễn tận có thể hiểu là mối quan hệ thân thiết hay sơ giao xa cách hay gần gũi lời này vừa nói ra thiên sứ treo ngược mình đã lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía ông ấy nói vậy ư nhưng hiện giờ hắn đã là một dạ y xuất sắc mà ta chính là chủ mẫu của tổ chức dạ y có điều bà ấy còn chưa kịp nói xong đã lập tức bị một tiếng cười nhạo của cái đầu thái thản vang lên cắt ngang chủ mẫu có gần bằng đại ca cộng nhạc phụ hay không vẻ mặt thiên sứ treo ngược mình lập tức cứng lại. Bà ấy nhắm hai mắt, bàn tay trắng nõn giấu trong tay áo đã, ca ca, siết chặt, cứng lên rồi. Ở thời điểm hiện tại, bà ấy thật sự rất muốn lao tới, cho tên khốn kiêu ngạo kia một trận, cái bản mặt tiểu nhân đắc thế ấy đã làm bà hận đến ngứa răng. Cái đầu vu thần tỏ vẻ bất mãn, nói, lão bất tử, đây chính là tỷ tỷ của ta, ngươi nói vậy là có ý tứ gì? Hơn nữa Lâm Ân cũng không phải nữ tế của một mình ngươi, hắn cũng là nữ tế của ta nữa, ngươi có thể quyết định thay nữ tế sao? Cái đầu thái thản túng lấy Lâm Ân với chiều cao không đến 2 mét, đang đổ mồ hôi đầm đìa bên cạnh, mở miệng cười lạnh nói, ta nói không được, chính là không được. Hơn nữa nữ tế của ta dựa vào cái gì phải đi tước bỏ nguyền rủa cho bà ấy. Hiền tế à, cứ nghe lời đại ca, đừng đi theo bà ấy, chỗ đó của bà ấy nhiều quy định cứng nhắc lắm, hơn nữa, sau khi bà ấy biết ngươi là nữ tế của ta, nói không chừng sẽ lợi dụng chức quyền đi tới chèn ép ngươi. So với ở bên cạnh bà ấy, chịu quản thúc, còn không bằng đi theo đại ca lăn lộn, ngươi gặp ai không vừa mắt, ngày mai đại ca lập tức lao tới xử lý đối phương cho ngươi, ha hả. Lâm ân đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng cứ có cảm giác mình thực sự không thể nói chen vào được. Thiên sứ treo ngược mình không nói gì, chỉ lạnh lùng chăm chú nhìn vào ông ấy, sau đó Ánh mắt bà lại rơi xuống trên người Lâm Ân, con ngươi phản chiếu gương mặt của hắn. Một lát sau, vị thiên sứ chủ mẫu này mới vươn tay về phía Lâm Ân, hỏi: "Tên thật của ngươi là Lâm Ân sao?" Lâm Ân đổ mồ hôi đầm đìa, nói: "Đúng vậy thưa chủ mẫu." Thiên sứ treo ngược mình nhẹ nhàng gật đầu, trấn định nói: "Nếu ngươi vẫn gọi ta là chủ mẫu, có nghĩa là ngươi rất nguyện ý trở thành một dạ y cứu tử phù thương." đúng là ta không thể trợ giúp ngươi nhanh chóng tấn chức được bởi vì làm như vậy là không công bằng đối với những dạ y khác nhưng về sau ta có thể cam đoan với ngươi một điều chỉ cần trong khả năng của ta chủ mẫu có thể dợp rét cô vệ ngươi chu toàn hơn nữa là một bác sĩ hẳn là ngươi cũng muốn học tập càng nhiều y thuật hơn lời này vừa nói ra trước mắt lâm ân lập tức sáng ngời nhìn thấy ánh sáng trong mắt lâm ân trong mắt thiên sứ treo ngược mình cũng xuất hiện một chút ý cười tinh tế, nói, ngươi muốn học cái gì, ta đều có thể dạy ngươi được. Hơn nữa, chỉ cần ở bên trong thành hắc dạ, ta cũng có thể cam đoan sẽ không hạn chế ngươi bất cứ điều gì, thậm chí bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể đi tới tìm ta. Lâm Ân, bản thân nắm giữ tri thức và lực lượng mới là tốt nhất, tuy thực lực của tên kia cũng đủ sức che chở cho ngươi, nhưng là một nam nhân Ngươi nguyện ý vĩnh viễn sống dưới sự che chở của người khác sao? Không thể không nói, những lời này của bà ấy đã thực sự chạm vào tâm khảm của Lâm Ân rồi. Hắn muốn gia nhập Dạ Y, chính vì nghe nói Dạ Y có được y thuật giỏi nhất thế giới hắc ám. Đây là sức hấp dẫn của tri thức. Mà cũng đúng như những gì thiên sứ chủ mẫu vừa nói, là một người đàn ông làm sao có thể vĩnh viễn sống dưới sự che chở của người khác chứ? Mắt thấy Lâm Ân đã động tâm cái đầu thái thẳng lập tức nổi giận xung thiên. Đã nói đến nước này. Có thể nhịn được sao, làm sao có thể nhịn được, ngay lập tức, ông ấy nhắm hai mắt lại, vương một sợi xúc tu đến, đặt lên đầu tiểu tiểu, nói, khuê nữ, hãy thả lỏng tinh thần. Tiểu tiểu nghi hoặc hỏi, vì sao ạ? À? Nhưng tiểu tiểu còn chưa nói xong, cô ấy lại lập tức cảm nhận được một luồng tinh thần lực mạnh mẽ, cùng với từng vòng sáng, truyền đến từ trên xúc tu của lão cha nhà mình mà cũng chính tại một khắc này tiểu tiểu lạch cạch một tiếng đã biến thành một tiểu lô ly mặc áo ngủ trên đầu thắt nơ con bướm nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha